AC Baby Min Zom là quân phía bên đội bạn, còn quân bên mình là Egypt Summer Maxe cho Son. Đó, bên đội bạn có AC thì chúng ta có Maxe đi phá chiến thuật. AC giờ vào tay của Van Lớp đấy. Hoàng Mai Nhi của chúng ta thì cũng cầm cung tuyển, Egypt cũng là cân với cả Van Lớp thôi. Egypt của chúng ta đang gặp một thế bất lợi hơn là giờ vị trí đầu cánh. Minh Trung là người cầm cho Son và giờ vị trí trong cánh. Đó, có quả phụ và có heal dành cho Minh Trung rồi. Không cần thiết phải lùa về vị trí là chính đâu em ơi. Đi tìm một đồ khác đi, tí đặt S đầu luôn, ăn heal và cạnh rừng luôn. Tí là người cầm Summerian. Hoàng Nobi thế bài dựa tường dựa cột rơi vị trí đầu cánh. Em không biết. Đây là bài của Maxe cũng là tạm ổn rồi, có bãi quả phụ, có hiêu phụ. Nhưng cố gắng xách thêm vài chú voi về ép đời cho nó mắc binh nào. Một bài cũng gọi là có thế đến từ bài Maxe đầu cánh. Nó muốn xem chủ lực một chút thế nhà của Hoàng Mai Nhi. Đó, liệu Hoàng Mai Nhi có giờ thế chủ lực được không? Rừng gần nhà của Hoàng Mai Nhi là hơi ít. Có một cánh rừng thì lại vướng vào vị trí dốc. Có thêm cánh rừng này, vâng, đánh thế chủ lực được. Hai rừng đến từ bài Hoàng Mai Nhi. Thằng Tý sẽ là người đi bán máu cùng cánh của Hoàng Mai Nhi. Ở chết một dần rồi gặp đôi sư tử hơi đen. Hoàng đang muốn lùa bầy hiêu này về vị trí bãi vàng. Tập trung ăn bãi quả trước đi đã. À, S đầu. Trên đỉnh 12 giờ thì gần như là Nobi đã dò rồi. An tâm mà không có kẹp xăm. Cho Son cứ tự tin mà tí mà đi dâng lờ thôi. Be chưa Minh Trung? Vâng, phải là be rồi. Cắt hai dân đấy đi dâng lờ luôn đi em. Đi hai dân sớm vào, một đầu cánh cứ để cho Nobi đối kháng thôi. Sẽ có một bầy hiêu cũng như một đôi voi nữa dành cho Minh Trung. Lực gỗ là hơi ít. Tách thêm dân ăn quả, thêm một con nữa đi ăn gỗ là đẹp rồi. BB em còn chưa xây nhá. Cũng may cũng chỉ là chết một dân thôi, vẫn còn một dân nữa chúng ta sống sót rồi đi dâng lờ. Bằng trên đường đi chúng ta nhìn thêm một bãi quả phụ, nhưng nên nhớ rằng trước bãi quả phụ đó thì còn có hai con sư tử. Sẽ là một bài cuối 10 đến từ Minh Trung. Đáng chừng tầm 10 rất có thể là 10-50. Rột dân ra ăn vàng đi em. Got it.
Vâng, tí ông trận đấu này lên đời hơi muộn. 11:45. Maxe thời điểm này vẫn đang câu vòi về. Lao dần lên đi cắm y đi. Thế chúng ta là thế ô bom. Trở lại với màn hình của Minh Trung. Không giáp đầy đủ đi Minh Trung ơi. Lên nốt cái giáp đi rồi đóng luôn L2. L2 nhanh. Thì dân của chúng ta không còn nhiều. Lên giáp đi, lên giáp đi. Và em nhớ là vị trí em còn có một cái bãi quả ăn hoang ở giữa bản đồ nữa. Vâng, màu 7. Màu 7 vị trí đầu cánh lên giáp xong rồi. Vâng, bãi vàng này kín mít, toàn nhà cứng. Sóc chém. Công giáp đầy đủ rồi, sẽ xiên hết dân gỗ này rồi. Cứ thoải mái mà xiên cho đập em ơi. Cho đập thoải mái, còn có 3 dân thôi, chấp luôn. Đó, sẽ là khả năng sẽ là một trận chém tốt đến từ Minh Trung. Thực ra trong trận đấu này Minh Trung chỉ đào vàng hơi chậm một chút. Vâng, màu 8 là vị trí, không biết là đầu cánh hay trong cánh đây. Xem màn hình, vâng, đầu cánh của Nobi là màu 6, màu 8 là trong cánh. Xi măng người cầm Babylon rơi vào thế đánh chủ lực. Còn Minh Trung là chọc sang cánh bên kia thôi. Đang quản dân được ăn hoang của màu 7 khá tốt. Rất nhiều dân màu 7 Minh Trung đã tìm thấy rồi. Ai có thiếu thực không? Minh Trung sẽ cho được 100 thực. Minh Trung bơm gỗ cho... Bơm gỗ cho màu 1 đi. BE nào. Minh Trung đang ăn được khá nhiều dân của nhà màu 7 rồi đấy. Sóc đều hai nhà L đi em ơi. Làm sao mà đi dâng L mà chúng ta có luôn bãi quả kìa. Có luôn bãi quả, ăn luôn bãi quả để cho đỡ nguy hiểm. Cố gắng đi dâng L làm sao mà về sau, giai đoạn sau chúng ta có tầm 15 con chém. Nobi màu 6 độc ánh nhau rồi em. Minh Trung hay quay lại giết hẳn màu 6 cho defeat đi, chém màu 7 như thế là được rồi. Màu 7 cũng chết hơn chục dân rồi, bây giờ thì quay lại trở lại đầu cánh của mình đi, giết hẳn màu 6. Bãi vàng màu 6, băm luôn, băm luôn. Băm luôn bãi vàng màu 6 đi nhanh. Vâng, chém đốt e đầu kia, giết đốt bãi vàng đi em ơi. Bãi gỗ của màu 6 tình hình thế nào rồi Nobi? Đã ăn được bãi gỗ màu 6 chưa? Vâng, đã ăn được màu 6 rồi. Thì bây giờ thì chém cứ chạy long quăng hoặc cái gì thì chém cái đấy thôi. Vâng, đứng gần chỉ quanh quần nhà màu 6, nhà màu 8 thôi nhá Minh Trung nhá. Và tí nữa kết hợp cả tấn công công ca nữa. Chạy ra gần ca của Nobi đi, chém bãi vàng màu 7 một tơn xong rồi quay ra chém ca cùng với cả Nobi. Nobi công cả K và cả Y. Còn Minh Trung sẽ là người trâu chém, cố gắng ôm chết chủ lực bên đội bạn. Minh Trung quay về chém ra cho vị trí K của Nobi đi nào. Đang rất đông chém để của Minh Trung nhá. Cứ trâu K và cứ bình tĩnh thôi, cứ trâu K. Đó, nghe clip của Hoàng Mai Nhi đang rất khỏe, tham lai 6x. Trên. Hình như bãi vàng của màu 6 còn dân ăn đây, em cắt một con chém này quay lại vị trí bãi vàng của màu 6 đi. Ô, đợi ca đi cùng bảo kê ca thôi, không cần phải công vào nhà. Ca đang xuống rồi, ngó sang màn hình của Nobi không? Màn hình của Nobi là hơi xa. Ca dòng xuống dần em ơi, 4 con ca được rồi. Minh Trung chỉ việc đi bảo kê cùng với ca nhá. Ca đang đi di chuyển xuống tới vị trí BG đấy. Em có chém nổi BG đi cũng được. Cố gắng ôm bom nhà màu 8 tên này.
Hoàng Mai Nhi phần còn lại sẽ dọn dẹp cho em. Đầu cánh bên này thì giờ Van Lớp đang rất khỏe và đang có dấu hiệu đẩy sang nhà Hoàng Mai Nhi rồi. Tí tham lai 3-4. Nhà của Van Lớp là một cái thế bài chơi lơ đấy. Tí cũng đang chém và đi rất tốt sang nhà của Van Lớp rồi. Quay trở lại với tên Công Ca. Công Ca kia điều khiển ca chém chỉ vạch chài thôi. Cung Nga có dấu hiệu nở bên ngoài thì băm chém chài. Ca điều khiển ca thì bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi. Cầu ấy chết hết đi đã. Đông Cung Nga lắm. Rồi bây giờ chém sổ vào được rồi đấy. Ca điều khiển cầu liên tục vào đi. Y cũng rúi vào luôn một thể đi em ơi. Ca cứ cầu hết nhà, cầu hết dân, cầu hết Cung Nga thì cũng được. Cứ từ từ cũng được. Chúng ta có một cục chém ở ngoài rất đông. Ca dí vào Cung Nga mà bắn em ơi. Ca dí vào Cung Nga mà bắn đi. Tránh trường hợp chém bên mình lao vào bị họ bo bế BE không áp sát được họ để bắn Cung Nga mình. Bắn chém mình. Đục ruộng luôn đến từ Minh Trung. Và làm sao mà rút được cái kích y kia mà chém của chúng ta vào được nữa. Còn xi măng vẫn đang đỡ được. Còn Minh Trung có rút được cái chém này vào trong ruộng họ không? Chui hẳn vào trong ăn dân ruộng thôi. Cung A đứng đấy là nó bắn nó đau lắm đấy. Chui hẳn vào trong đi. Chui hẳn vào trong ăn dân ruộng. Vẫn chưa có khả năng ôm bom đâu. Nobi đã rút y được bên trong rồi. Hiện tại là chém của Minh Trung không nhiều. Chém Minh Trung chỉ có 4 con đi ăn dân mà thôi. Giữ chém cẩn thận. Lái đi, lái đi. Lái cho y áp sát vào. Khi nào y áp sát thì chúng ta băm Cung A sau. Bên tân này thì chúng ta băm được. Vẫn có cơ hội ôm bom khiến chủ lực bên đội bạn yếu. Minh Trung giải 3-4 con y ứng với vị trí nhà đi. Đừng cho để cho họ tụ Cung A lại. Đừng có tham ăn dân quá. Còn ai còn lực không có thể bơm cho Minh Trung ít thực. Màu 8 họ vẫn có thể đỡ được đấy. Minh Trung hết lực chém rồi. Rồi ca thì cứ từ từ mà cẩu thôi mà không có gì phải vội cả. Màu 8 đang yếu nhưng mà sớm muộn họ cũng hồi được cái nhà mình thôi. Cái thế này nếu như mà Hoàng Mai Nhi mà công được nhà màu 5 mà đi một tơn luôn sang nhà màu 8 bây giờ thì màu 8 chết luôn. Cái tơn vừa rồi mà Hoàng Mai Nhi mà đi sang cái tơn này sang nhà màu 8 là màu 8 chết luôn này. Còn nếu không không công xong tơn này là họ sẽ khỏe. Hoàng Mai Nhi tự tin mà đỡ được nhà, còn đẩy một tơn cung màu 8 là màu 8 chết luôn đấy. Hoàng Mai Nhi đang muốn chăm sóc kỹ lưỡng lại nhà Van Lớp. Muốn bắt một tơn cung này đến từ Van Lớp đang vẩy e. Vẩy e. Lớp E2. Và đang liên tục vẩy e đến từ lớp. Ở Bách ơi cho luôn tơn này sang vị trí 3 giờ luôn em ơi. Màu 3 bây giờ thời điểm nó siêu yếu đấy. Màu 8 siêu yếu. Tơn này là Hoàng Mai Nhi sang là chết luôn này. Tơn này Hoàng Mai Nhi đánh chuẩn thì màu vị trí 3 giờ màu 8 chết luôn. Cung An thời điểm đầu họ cũng là siêu yếu rồi. Họ đang có dấu hiệu hồi lại thôi. Hoàng Mai Nhi để sẵn nây chờ nhá. Nây chờ màu 8 ốp A luôn bên họ là tươi. Tí sẽ là người đi quản lại nhà Van Lớp. Không cho Van Lớp hồi. Không cho Van Lớp hồi thôi. Hoàng Mai Nhi có thể được lưu cả trận đấu này rồi. Bỏ qua ông 7 đi em ơi, 7 siêu yếu rồi. Bỏ qua luôn, di thẳng vị trí 3 giờ. Để sẵn đây chờ đi, ốp 3 phát chết luôn đấy. Để sẵn đây chờ đi Hoàng Mai Nhi ơi, ốp 3 chết luôn. Minh Trung quản lý bản đồ đi. Để sẵn đây chờ đi. Thời điểm đầu Cung A của 18 chết nhiều, chết yếu lắm. Trái đi, trái đi, trái đi, còn giữ một cái vị trí nào đó và mình em có thể dứt điểm được. Cái thế trận này ngày xưa rơi vào tay anh thì ngon rồi. Để sẵn đây chờ lao vào oppa trái trái cũng giờ một tí thôi là tươi ngay. Van Lớp thì không thể sống được chút tí đâu. Tí người quản bản đồ gắt lắm, tham một tí là rất đông lạc đà, không thể hồi được cho Van Lớp.
cái đội bạn thời điểm đầu thì gần như màu 6 là yếu, bây giờ quản lại nhà màu 6, màu 6 có dấu hiệu hồi trên 12 giờ hay sao ấy. À, cứ thế trận này cứ để cho Hoàng Mai Nhi đối đầu với màu 8. Còn cảm giác không ăn được màu 8 thì Hoàng Mai Nhi quay lại giết nhà màu 5. Nó sẽ là muốn đánh thế đời 4 với cả nhà màu 8. Màu xi măng hồi lại khá nhanh. Cả thời điểm đầu chúng ta cũng chỉ công được chết hết cung A của nhà màu 8 thôi, nhưng dân chúng ta cũng chỉ ăn được cũng một tí, không đáng kể. Cái tơn đấy thì cũng không được gì phải vội vào, và 2k mình cứ ra đều thôi. Bảo kê ca, ca cứ rút từ từ rút vào thì tươi hơn. Và bây giờ sẽ đưa đẩy nhau ở thế đời 4. Tí tham lai 2-3. Và AC thì chắc chắn là fit dưới với tay lên tủ tí rồi, không thể sống được đâu. Họ đẩy cũng A đẩy rồi nhá. Toby tham 5. Hai quản trên cả 12 giờ chưa? Quay lại với Hoàng Mai Nhi. Babylon đến từ bên thủ xi măng sẽ đẩy hot cũng như cung A sẽ tràn vào Egypt. Nếu như chúng ta mà lên kịp thì đạp đôi thì chúng ta sẽ dễ đánh hơn. Còn nếu mà để họ ốp lờ thì sẽ là một thế trận khoai. Câu kéo thời gian để chờ hóa đạp đôi. Nói chung là cái thế trận này thì quân đôi 4 thì chúng ta là tuyển hơn. Vấn đề là chúng ta có chờ đợi để có tụ được tầm 20 con đạp đôi hay không. Sóc đạp đôi đi em ơi. Không biết là nhà nâng cấp nhà nào đây. Và nhà bên trong này có vẻ nâng tầm hơn rồi. Chắc chiêu thêm cả mấy con voi nữa ra thôi. Không, lúc vào công nhà 18 hết sạch cung A rồi đấy, không còn cái gì đâu. Có lẽ là một tơn mà mình tính toán hơi nhầm, và cái tơn cung giờ của Hoàng Mai Nhi đi vào vẫn chưa dứt điểm được. Hôm qua tơn đấy chuẩn rồi, sẽ ôm nhà 18 đấy. Vội quá, cứ ca giá hết nhà nó đi, bảo cây ca là được rồi. Tự nhiên là hai người cứ lặn rúi vào, giờ cái thế là phải lao vào. Có cái giai đoạn như gần như màu 8 còn như chết sạch hết cả cung rồi, cảm giác yếu lắm. Cứ tưởng rằng một tơn cung của Hoàng Mai Nhi đẩy vào là sẽ ăn tươi nuốt sống được. T-
tân đấy, ca của em cứ từ từ em dã thôi, vào bộ quá. Bên mình bao nhiêu y, bao nhiêu chè.